Kính chào quý khán giả và quý bà con. Thảo Hiền và Khánh Tường rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 3 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực, hấp dẫn về hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng quan tâm. Lâm Đồng đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Giá nhiều loại nông sản tăng. Khởi nghiệp từ nghề trồng nấm. Chuyên mục con số hôm nay giật mình với giá gạo xuất khẩu. Thưa quý bà con, xác định cơ giới hóa là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thời gian qua, cơ giới hóa trong canh tác nông nghiệp đã và đang được tỉnh Lâm Đồng tăng cường đẩy mạnh. Thống kê của ngành chức năng, trong khâu làm đất tại các địa phương hiện nay, tỷ lệ cơ giới hóa đạt đến 95%. Trong khâu chăm sóc cây trồng, tỷ lệ cơ giới hóa từ 20 đến 30%, cao nhất vẫn là trên các loại rau hoa. Theo tính toán của nhiều nhà nông trong tỉnh, khi đưa máy móc vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp, bà con giảm rất nhiều lần công lao động và chi phí sản xuất, nhất là trong khâu làm đất và thu hoạch. Công việc đồng áng nhờ đó cũng được thuận lợi hơn, kéo theo chất lượng nông sản đảm bảo, giá cả nông sản cạnh tranh. Hiện ngành chức năng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm giúp bà con nông dân có điều kiện mua sắm, trang bị thêm nhiều loại máy móc phù hợp với đặc thù sản xuất ở các nông hộ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, dịch bọ xít muỗi tiếp tục gây hại nhiều vườn cà phê chè ở Lâm Đồng. Chỉ tính từ đầu tháng 3 năm 2019 đến nay, trên 630 hectare cà phê chè, chủ yếu là tại huyện Lạc Dương, bị dịch bọ xít muỗi gây hại, với tỷ lệ hại dao động từ 15 đến 45%. Ngành chức năng khuyến cáo bà con nông dân cần tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại khu vực cà phê mới ra đọt non. Quan trọng là phải thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm để hạn chế nơi cư trú của bọ xít muỗi. Bà con nông dân khu vực chuyên canh có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin để phòng trừ. Lâm Đồng hiện có gần 175.000 hectare cà phê, trong đó diện tích cà phê chè chiếm khoảng 15%. Những địa phương trồng cà phê chè chủ lực gồm thành phố Đà Lạt và huyện lân cận như Lạc Dương, Đam Rông. Thưa quý vị và bà con, bọ xít muỗi là đối tượng gây hại cây trồng không mới, nhưng nếu không có giải pháp quản lý hiệu quả và khoa học, thì bọ xít muỗi sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà phê chè ở Lâm Đồng. Chuyển sang một câu chuyện khác, thưa quý bà con, tin tưởng vào mô hình liên kết với sự hỗ trợ kỹ thuật canh tác, nhiều nông dân tại xã Ia Son, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã tham gia hợp đồng trồng dứa xuất khẩu. Dứa đã trồng, thế nhưng vì không được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật như cam kết, nên đầu tư của bà con đang có nguy cơ mất trắng. Năm 2018, hàng chục hộ dân trên địa bàn hai xã Chư A Thai và xã Ia Son, huyện Phú Thiện ký hợp đồng với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trồng 13 hectare dứa. Trong đó, công ty hỗ trợ giống trả sau với giá 700 đồng một cây giống, còn lại đất, phân bón, hệ thống nước tưới người dân tự đầu tư. Tuy nhiên, từ lúc trồng cho đến nay đã gần 7 tháng, nhưng người dân ở đây vẫn chưa được hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc cây dứa. Trước tình trạng đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Thiện đã tìm cách liên lạc với công ty để giúp người dân có thể cứu vãn số diện tích dứa còn lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn chưa thể liên lạc được với đơn vị. Được biết, mỗi hecta dứa người dân phải đầu tư gần 100 triệu đồng. Liên tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý về diễn biến thị trường hoa và nông sản. Thưa quý bà con, do nguồn cung khan hiếm và thị trường tiêu thụ mạnh, nên giá các loại ớt chuông Đà Lạt và ớt sừng tiếp tục tăng mạnh so với tuần trước. Cụ thể, ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 38.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký. Ớt chuông Đà Lạt màu vàng 45.000 đồng một ký, tăng 14.000 đồng một ký. Ớt sừng 38.000 đồng một ký, tăng 8.000 đồng một ký so với tuần trước. Hành tây 8.000 đồng một ký, đều tăng 2.000 đồng một ký. Xà lách cơ ron 9.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Khoai tây 12.000 đồng một ký, tăng 4.000 đồng một ký. Tuy nhiên, bên cạnh những loại nông sản có giá khả quan nói trên, thì một số loại nông sản giảm giá so với tuần trước đó. Cụ thể, su hào 2.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Hành lá 7.000 đồng một ký, giảm 3.000 đồng một ký. Đậu leo 7.000 đồng một ký, giảm 4.000 đồng một ký. Thanh long, sầu riêng đang được thương lái Trung Quốc tăng cường mua nên giá được đẩy lên cao.
Nếu như trước, giá thanh long xuống thấp kỷ lục chưa đến 10.000 đồng một ký, thì hiện thanh long ruột đỏ loại 1 được thương lái mua tại vườn từ 35.000 cho đến 40.000 đồng một ký. Trong khi đó, thanh long ruột trắng khoảng 20.000 đồng mỗi ký. Giá sầu riêng ở Lâm Đồng đang tăng từ 20.000 đến 25.000 đồng so với năm ngoái. Giá sầu riêng hiện được trả dao động từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng một ký. Loại để ăn ngay hoặc để từ 1 đến 2 ngày. Nhiều nơi thương lái mua tại vườn với giá 80.000 đồng một ký. Sở dĩ sầu riêng Lâm Đồng có giá bán đắt hơn so với những vùng khác là vì nơi đây đang xây dựng vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao theo hướng việt gáp. Hiện sầu riêng Lâm Đồng cao giá hơn hàng miền Tây từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Trong nội dung tiếp theo của chương trình, triển vọng nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng. Khởi nghiệp từ nghề trồng nấm. Chuyên mục con số hôm nay giật mình với giá gạo xuất khẩu. Trong nhiều năm qua, chủ trương kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao được chính phủ cùng các bộ ngành và địa phương rất chú trọng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Bên cạnh những địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao như Lâm Đồng, Bình Thuận, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được phát triển tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Đà Nẵng. Với hàng loạt các chính sách thu hút đầu tư, nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao đã lần lượt ra mắt cung ứng cho thị trường. Nhiều mô hình đã bước đầu mang lại thu nhập cho nhà đầu tư. Mới đi vào sản xuất hơn 10 tháng nay, mỗi ngày cơ sở này đã cung cấp hàng trăm ký rau sạch đến tận tay người tiêu dùng tại Đà Nẵng. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình đem lại, cơ sở này đang tiến hành mở rộng sản xuất để cung cấp cho thị trường. Mình bán theo cái dạng đóng gói là thuê bao hàng tháng chứ không phải là bán siêu thị. Là mỗi khách hàng sở hữu 3 cái trụ như thế này ăn quanh năm. Thì mình sẽ cái quy trình của mình sẽ là lấy nhu cầu của khách hàng trên app và mình sẽ trồng cho khách hàng và mình chăm sóc cho khách hàng, mình thu hoạch cho khách hàng và giao đến tận tay cho khách hàng. Không chỉ bán đến tận tay người tiêu dùng, hầu hết các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đà Nẵng đã được siêu thị các cửa hàng rau sạch bao tiêu, qua đó mang lại thu nhập ổn định cho nhà đầu tư. Thưa quý vị và bà con, cũng là một câu chuyện đáng chú ý liên quan đến sản xuất an toàn. Với tinh thần táo bạo, mạnh dạn, kiên nhẫn đi tìm hướng đi mới để khởi nghiệp, chị Nguyễn Thị Minh Thủy ở thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được mô hình hợp tác xã trồng nấm với quy mô lớn. Đến thời điểm hiện nay, sản phẩm nấm của hợp tác xã sản xuất chế biến và tiêu thụ nấm Nhì Tây được huyện Hiệp Đức lựa chọn là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và bà con cùng đến thăm mô hình sản xuất tiêu biểu này. Chị Nguyễn Thị Minh Thủy vốn là một sinh viên ngành công nghệ sinh học trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng. Phát huy sở trường và niềm đam mê của mình, chị Thủy đã lựa chọn con đường khởi nghiệp bằng nghề trồng nấm. Dẫu nhiều lần chịu thua lỗ, thất bát, song chị Thủy không nản chí mà tiếp tục kiên trì, theo đuổi đến cùng. Từ chỗ một cơ sở sản xuất đơn sơ, đến nay cơ sở này đã phát triển lớn mạnh thành một hợp tác xã với quy mô sản xuất nấm lớn nhất ở địa bàn miền núi Hiệp Đức. Bước đầu thì làm thì cũng có một số khó khăn, về khó khăn về đất đai cũng như kỹ thuật và nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất. Dần dần thì trải qua thêm một số năm hoạt động thì đã dần hoàn thiện. Nếu như trước đây gia đình chị Thủy chủ yếu sản xuất ra sản phẩm nấm ăn phục vụ thị trường bán lẻ thì đến nay mô hình này chủ yếu là sản xuất phôi nấm và cung cấp cho các chợ đầu mối ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ niềm đam mê trồng nấm, chị Nguyễn Thị Minh Thủy đã gây dựng nên một mô hình hợp tác xã trồng nấm tiêu biểu. Một sản phẩm OCOP đang hình thành càng khẳng định ý chí, niềm đam mê và sự sáng tạo luôn đem đến những trải nghiệm mới mẻ, sự thành công cho những thanh niên, phụ nữ trẻ trên con đường khởi nghiệp. Tiếp theo nội dung của chương trình, mời quý vị cùng đến với mục con số hôm nay. Thưa quý vị và bà con, 7.700 đồng một ký, đây là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thời điểm này. Một con số rất đáng quan tâm khi mà giá thành sản xuất ra một ký lúa khoảng 4.300 đến 4.500 đồng một ký. Theo phân tích đánh giá, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện rẻ hơn cùng kỳ khoảng 72 USD một tấn, so với 5 năm trước vẫn rẻ hơn 32 USD một tấn. Con số này vẫn chưa tính trượt giá. Theo các chuyên gia, xuất khẩu gạo năm nay đang rất khó vì thị trường đang dư cung.
Thông tin từ Philippines cho biết, năm rồi nước này trúng mùa lịch sử nên rõ ràng nhu cầu nhập khẩu gạo của họ năm nay không lớn. Bên cạnh đó, nước này lại tăng thuế nhập khẩu lên đến 35% để bảo vệ sản xuất trong nước. Đây là rào cản rất lớn với các doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Philippines. Ngoài ra, Indonesia sản xuất trong nước cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu. Đây là hai thị trường nhập khẩu gạo lớn của thế giới. Nhu cầu của họ giảm làm cho thặng dư gạo trên thị trường thế giới nói chung tăng. Không riêng gì giá gạo của Việt Nam ngày càng rẻ, mà đây là xu hướng chung của các nước xuất khẩu gạo toàn thế giới. Giá gạo của Mỹ đã mất đến 55 USD một tấn so với năm ngoái và mất đến 60 USD một tấn so với 5 năm trước. Theo các chuyên gia, dung lượng thị trường lúa gạo toàn cầu rất bé, chỉ khoảng hơn chục tỷ USD. Mỗi biến động từ nguồn cung hay cầu đều có thể làm thị trường chao đảo. Thông qua chủ trương tái cơ cấu, Việt Nam nên tính đến việc khai thác những thị trường có dung lượng lớn hơn rất nhiều lần như rau quả và hoa. Để khai thác những thị trường này, cần có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như chính sách của nhà nước. Liên tục nội dung 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Thưa quý bà con, bệnh dịch tả heo châu Phi hiện đang là mối quan tâm của toàn ngành chăn nuôi và người dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chương trình 365 ngày chuyển động đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng để cung cấp thêm thông tin đến quý khán giả về loại dịch bệnh này. Vâng thưa ông, hiện nay thì dịch tả lợn châu Phi đang hoàn thành ở các tỉnh phía Bắc và Lâm Đồng của chúng ta cũng đang tăng cường phòng chống dịch. Vậy thì đối với người dân cũng như là ngành thú y thì chúng ta làm thế nào để có thể phòng chống được dịch tả lợn châu Phi ạ? Dạ vâng, dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hết sức nguy hiểm đối với cái chăn nuôi heo. Đặc biệt là virus này gây bệnh đối với heo ở mọi lứa tuổi. Đối với cái dịch bệnh này là do không có vaccine phòng ngừa cũng như là điều trị. Do đó là chúng ta cần phải áp dụng các cái biện pháp an toàn sinh học đối với chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chính sách của nhà nước khi hỗ trợ dịch bệnh để người dân hợp tác. Thưa ông, như vậy thì đối với người dân thì khi mà phát hiện có tình trạng dịch bệnh xảy ra thì người dân nên làm gì ạ? Đối với người chăn nuôi thì chúng tôi đã khuyến cáo khi phát hiện có các cái biểu hiện heo có các biểu hiện cũng như là heo mà bị chết bất thường thì cần phải khai báo ngay cho cơ quan thú y địa phương để tiến hành lấy mẫu và xác định bệnh. Thứ hai là không mua bán, vận chuyển các cái gia súc ốm, gia súc mắc bệnh, gia súc chết. Cái thứ ba là không giết mổ, tiêu thụ các cái sản phẩm gia súc mắc bệnh và nghi là dịch tả châu Phi. Hiện nay thì người tiêu dùng đang rất là hoang mang về tình trạng dịch tả lợn châu Phi ở trên heo và có nhiều thông tin thì kêu gọi là người tiêu dùng tẩy chay các sản phẩm từ heo. Như vậy thì cái tình trạng dịch tả lợn châu Phi này nó có lây lan trên người hay không và chúng ta có cần thiết phải tẩy chay các sản phẩm từ heo ở thời điểm này không ạ? Để theo khuyến cáo của Bộ Y tế, của Bộ Nông nghiệp, virus dịch tả châu Phi không lây sang người. Do đó người dân nên an tâm với cái việc tiêu thụ sản phẩm thịt heo, đặc biệt là các cái thịt mà đã được cái cơ quan thú y kiểm tra, kiểm soát giết mổ. Không nên mua bán, sử dụng những cái thịt mà buôn bán ở những cái nơi không đảm bảo. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Kính thưa quý bà con, chúng tôi mong rằng qua cuộc trao đổi với ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã giúp quý bà con có thêm những thông tin hữu ích về dịch bệnh. Từ đó tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh cũng như an tâm tiêu dùng sản phẩm thịt heo an toàn. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 026 33 829930. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.